Hơn thế, cô ấy là một người con gái đẹp. Nếu vậy thì phải lấy. Lấy về để hành hạ, xì vả cho bó tức. Tôi sẽ vo tròn, sẽ bóp méo cho thỏa sức. Đúng, phải lấy. Cậu ơi, cậu, muộn quá rồi đấy. Em đi cho người ta ngủ. Dậy đi, 9 giờ sáng rồi còn gì. Đã bảo im cho người ta ngủ. Đã đến 9 giờ đâu mà. Không 9 thì cũng 8 rưỡi rồi. Em lạy cậu đấy. Dậy đi, em còn phải ra cửa hàng chứ. Đi đâu cứ việc mà đi, mặc kệ người ta. Nhưng em đã sai U già lên nhà có việc rồi. Cậu không dậy trông nhà thì em ra hàng làm sao bây giờ chứ. Tôi có phải đầy tớ đâu mà muốn sai bảo gì cũng được. Thôi, bước đi cho rảnh. Lắm chuyện. Thế nào? Hạnh phúc chứ? Còn được nghỉ mấy ngày nữa thì mới hết tuần trăng mật. Trăng mật cái con khỉ gì. Sao toa không đưa vợ đi du lịch ở một tỉnh nào đó như ở phương Tây cho nó khuây khỏa? Tiền cưới đã mất 800 rồi. 800 để phải lấy một con vợ như con Quỳnh. Dành giá nỗi gì mà mang đi khoe. Thiên hạ người ta cười cho thối mũi. Khổ thật. Thế từ hôm cưới đến nay, con người bí mật kia có gửi lá thư nào đến quấy nhiễu nữa không? Dám. Chỉ có điều là cái thư kia nó làm Moa khổ sở. Mỗi lần chung sống với vợ, Moa cứ liên tưởng. Moa sợ cái vạ mọc sừng, cũng như tất cả đàn ông ở cái thế kỷ này. Con chồng càng dễ đi ngang, đẻ ra con thiếp con chàng con ai hả? Tao mà bắt gặp nó lẳng lơ với ai một lần nữa, tao đốt. Tao đốt cả nhà. Cô Dê Quả. Kìa, cháu đã đến. Vừa mở cửa xong đã có bao nhiêu khách đến hỏi cháu đấy. Thôi, cô để cháu trông hàng cho. Cô vào trong nhà Dê Quả đi ạ. Xin chào cô dâu mới. Dạ, không dám. Chào ông. Thưa bà, tôi đọc báo mới biết tin bà đã làm lễ vu quy. Thưa bà, cưới xong bà lại càng xinh đẹp. Xin cảm tạ lời khen. Mặc dù không được dự đám cưới, nhưng tôi cũng vẫn hân hạnh chúc bà hạnh phúc, tặng bà. Xin đa tạ. Chào ông. Xin chào bà. Tôi về. Tôi bắt gặp quả tang rồi đấy nhá. Này. Để chị cưới. Phiền thật thôi. Lấy chồng thế này khổ thật đấy. Thế thì bỏ chồng đi. Bỏ ngay đi. Anh Liêm, đừng bao giờ anh quên rằng chính anh đã nói như thế nhá. Im mồm đi. Đồ ngu. Ai ngu? Cầm. Cầm đi. Mới lấy nhau được có 5 hôm mà đã. Không hiểu. Phải. Mới chỉ có 5 hôm thôi mà đã đủ dài hơn 5 thế kỷ rồi. Mới chỉ có 5 hôm mà tôi không tay nào chịu nổi nữa.
Ai đã làm gì mà cậu bảo không chịu nổi? Ghen đâu lại có thứ ghen vô lý như thế? Người ta là khách hàng đến chúc mừng, chẳng lẽ lại lạnh nhạt với người ta? Đồ khốn nạn! Khách hàng? Hàng gì? Cô tưởng tôi không biết hả? Anh biết gì? Ghen bóng ghen gió. Ghen? Tôi ghen? Cô bảo tôi ghen? Này, đây nói cho mà biết nhá, đây không thèm ghen đâu. Tôi ghen cho đã phúc. Tôi chỉ khinh bỉ cô thôi. Cô cầm đi, không tôi nhổ vào mặt cô đấy. Cô bảo lấy chồng là phiền, nhưng đứa nào gây ra cái phiền? Tôi chỉ có thế thôi. Cô không muốn phiền thì bỏ đi, bỏ phăng đi. Cũng chưa biết chừng. Ờ, bỏ phăng đi. Đi với thằng nào thì đi. Không cần phải thách. Đồ đi. Chỉ được cái mạnh bạo xó bếp, dâm có tang, đạo có tích chứ. Cậu bỏ cái thói độc đoán với vợ đi, không thì không sống nổi đâu. Tôi có tội, cậu cứ nói toạc ra, úp úp mở mở. À, thì ra mày muốn tao nói toạc ra chứ gì. Tao tưởng mày con nhà tử tế, nào ngờ mày mắc bệnh lẳng lơ, ai chim mày cũng được. Ai mày cũng cười tít mắt lên, chưa lấy người ta mày đã cho người ta ngủ với mày. Tao muốn biết cái thằng nào là thằng nhân tình của mày trước khi lấy tao. Nó là ai? Một hay nhiều thằng? Đồ súc vật, bây giờ thì giết tôi đi. Thế là tao hiểu mày rồi. Mày xảo quyệt lắm. Hành động của mày chứng tỏ mày là đồ gái đĩ giả mồm. Thì ra xưa nay tao lầm, mày chỉ làm ra vẻ thùy mị, nết na, nhưng thực ra mày là một con đĩ rẻ tiền. Ai lại đi trách một con đĩ về tội làm đĩ? Mẹ mày mới là người có tội. Vừa quá chồng đã lấy phăng ngay chồng khác. Đúng là dột từ nóc dột xuống. Cô già. Dạ. Cơm chín chưa? Thưa cậu, xong cả rồi ạ. Cô ăn đi, còn thừa đổ cho chó nó ăn. Mợ ơi, làm sao lại đến nông nỗi này hả mợ? Ôi, có phải ở đời khi chưa nắm được trong tay thì người ta phải ngọt ngào cầu cạnh, nhưng khi đã chiếm được rồi thì họ lại tàn ác độc địa như thế này phải không u? Em ghen tuông là một điều nhục nhã. Nó biểu hiện sự thấp kém hơn người khác. Nếu như người đàn bà họ hiểu được tâm địa của người đàn ông chúng ta, là chỉ yêu mình qua người đàn bà, họ sẽ không chịu khổ như vậy đâu. Tính ích kỷ, lòng ghen tuông, nó sẽ dẫn đến tội ác. Mò cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Mò biết xử sự với vợ như vậy là thấp hèn, nhưng nếu không tàn bạo thì nó sẽ nổi loạn, nó sẽ cắm sừng vào đầu. Chiếm tình yêu của vợ đâu phải bằng sự tàn bạo. Sự tàn bạo chỉ dẫn đến cái chết. Moa dám chắc con vợ Moa trước khi lấy Moa, nó đã yêu vụng giấu thầm bao nhiêu thằng. Như vậy thì còn đâu cái trinh tiết tinh thần, mà chỉ có trinh tiết tinh thần mới đáng kể mà thôi.
Ôi Khánh, cô Lết ướt hết cả rồi. Em ngồi xuống, vào thay áo đi. Em mặc tạm cái này, lạnh không? Chuyện gì vậy U? Oan trái lắm cậu ơi. Bình tĩnh. Có chuyện gì vậy U, nói đi. Hả? Cậu về ngay đi. Mợ nhà ta tự tử ở Hồ Tây rồi. Có thật không? Hả? Hả? Người ta mang xác về về thương ấy. Trời ơi. Thưa các ông, các bà, bệnh nhân hiện rất nguy kịch. Các quan đốc đang hết lòng cứu chữa. Mong các ông, các bà vui lòng chờ đợi. Ai là người chồng của nạn nhân? Dạ, tôi. Chúng tôi đã lập xong biên bản. Xin ông ký vào tờ chát và cuốn sổ biên bản này. Bình tĩnh, mình bình tĩnh nào. Còn đây là hai bức thư cô Quỳnh viết lại cho chồng và bố mẹ chồng. Chúng tôi đã đọc đã xét. Nếu cô Quỳnh qua khỏi, quý vị có thể giữ lại. Nếu cô Quỳnh không qua được, xin quý vị nộp lại cho sở cầm để chúng tôi trình tòa. Thưa quý vị, dẫu rằng người tự tử có chết, nhưng với nội dung hai bức thư này thì người chồng và bố mẹ chồng cũng vô can. Chào quý vị. Em thật rồi Quỳnh. Mà Quỳnh ơi,